Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Mai Khôi. Ngày hôm nay Mai Khôi làm món bánh cuốn nhân thịt nấm mèo. Thì cái bánh cuốn này cái vỏ nó mềm, dai và ngon, với cái cách tráng chảo rất là đặc biệt luôn. Bây giờ mời các bạn vào bếp cùng với Mai Khôi làm món này nha. Mai Khôi pha bột bánh trước ha. Mai Khôi có ở đây là 150g bột gạo, 75g bột năng, 75g tinh bột khoai tây. Mấy Khôi cho các loại bột vào trong một cái tô rồi trộn đều nó lên ha. Mấy Khôi cho vào đây là 500ml nước lạnh. Cho từ từ vào rồi khuấy cho bột nó tan hết ra. Khi mà khuấy bột tan ra hết rồi thì Mấy Khôi để cho tô bột này nó nghỉ ở nhiệt độ phòng trong vòng 1 tiếng đồng hồ ha. Rồi ở đây Mai Khôi có một cái chảo, Mai Khôi cho vào đây khoảng 5-6 muỗng canh dầu ăn. Mai Khôi cho nhiều dầu ăn vậy để làm mỡ hành đó các bạn. Thì nấu cho cái dầu này nó nóng lên rồi Mai Khôi sẽ cho vào trong cái chén hành lá Mai Khôi đã cắt nhỏ để làm mỡ hành ăn cùng với bánh ha. Mai Khôi giữ lại trong chảo một chút xíu dầu rồi cho vào đây là hành tím băm nhuyễn. Thì lượng hành tím các bạn cho vào nhiều ít tùy theo sở thích nha. Mấy Khôi phi cho nó thơm. Rồi mấy Khôi có ở đây là 400g thịt heo xay nhuyễn. Cái này là vừa nạc vừa mỡ luôn á, để ăn cho nó không có bị khô á các bạn. Rồi mấy Khôi cho thịt heo vào chảo. Sau đó sẽ nêm vào đây 1 phần 2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường. Các bạn nêm nếm cho nó có gia vị một chút xíu, để lát nữa ăn nó không có bị lạc. Nhưng mà không nêm quá mặn tại vì lát nữa cái bánh cuốn mình còn ăn chung với nước mắm đó. Mấy Khôi sẽ nấu cho cái thịt heo này nó chín luôn nha. Thịt heo nó cũng đã chín rồi, Mấy Khôi cho vào đây là 100g nấm mèo băm nhuyễn. Cái nấm mèo này á, thì nấu nó cũng mau chín lắm, Mấy Khôi đảo khoảng 1-2 phút là nấm mèo nó sẽ chín ha. Khi mà thịt với nấm mèo nó chín rồi thì Mấy Khôi cho vào đây khoảng 1 muỗng cà phê nước mắm. Mấy Khôi trộn đều lên cho nước mắm sau cùng để cho nó dậy cái mùi thơm á các bạn. Rồi Mấy Khôi đảo đều xong Mấy Khôi sẽ tắt bếp nha, không nấu nữa. Mấy Khôi cho vào đây chút xíu tiêu để cho nó thơm á. Rồi vậy là xong cái phần nhân bánh cuốn ha. Rồi bây giờ là tới phần pha nước mắm. Thì nước mắm ngày hôm nay Mai Khôi pha với lại tỷ lệ nó khác nha các bạn. Nó lạc một chút xíu để kiểu như là mình ăn bánh rồi mình húp luôn được cả nước mắm nữa. Mai Khôi cho vào cái tô này là 2 muỗng canh đường cát, rồi 2 muỗng canh nước mắm. Mai Khôi cho vào đây là 12 muỗng canh nước ấm. Cho nước ấm ấm để khuấy đường cho nó nhanh tan đó. Thì Mấy Khôi khuấy cho đường nó tan ra hết rồi cho vào đây là 1,5 muỗng nước cốt chanh. Các bạn cho vào rồi nêm nếm theo khẩu vị nha. Để cho nước mắm đẹp hơn thì Mấy Khôi cho vào đây chút xíu tương ớt. Rồi khuấy lên thì cái tương ớt này nó tan ra, nó làm cho cái nước mắm nó có cái màu đỏ đỏ nhẹ, nhìn nó đẹp hơn là cái màu nước mắm lúc nãy ha. Rồi Mấy Khôi cho vào đây là ớt. Thì thường bánh cuốn, nước mắm ăn bánh cuốn là hình như không có tỏi, cho nên Mấy Khôi cũng không có cho tỏi vào. Còn các bạn thích ăn tỏi thì các bạn cho vào nha. Vậy là xong chén nước mắm đó. Đây là tô bột Mấy Khôi cho nó nghỉ hơn 1 tiếng đồng hồ. Thì bột nó nghỉ càng lâu á, thì cái bánh nó sẽ càng ngon nha. Thì các bạn thấy khi mà bột nghỉ thì nó sẽ tách làm hai lớp nước ở trên và bột ở dưới. Bây giờ Mấy Khôi sẽ vớt cái nước ở trên ra, nước trong thôi. Vớt ra, và khi mà vớt ra bao nhiêu nước trong á thì Mấy Khôi sẽ thay vào lại bấy nhiêu ha. Thì đây Mấy Khôi cân để cho nó cái được cái độ chính xác đó. Chỉ lấy cái phần nước trong ở trên thôi nha các bạn. Đây Mấy Khôi lấy ra được là 114 nè. Thì Mấy Khôi sẽ bỏ vào lại ở bên trong cái tô này cũng là 114ml nha. Thì cái việc thay nước này á, nó sẽ giúp cho cái bột của mình ăn nó thơm ngon hơn, nó không có bị hôi mùi bột, và bánh nó sẽ dai hơn ha. Mấy Khôi trộn cho bột này nó đều lên rồi cho vào đây là 400ml nước sôi. Cái nước này Mấy Khôi mới nấu sôi luôn, Mấy Khôi cho vào trong cái tô bột này. Thì tổng cộng nước mà Mấy Khôi cho vào từ đầu tới bây giờ là 900ml nước nha. Mấy Khôi cho vào đây 1 phần 2 muỗng cà phê muối,
Và dầu ăn thì mấy Khôi lấy cái dầu mà trong cái chén mỡ hành lúc nãy mấy Khôi làm á, thì cái bánh của mình nó sẽ thơm hơn. Mấy Khôi cho vào trong đây là 3 cái muỗng canh dầu ăn. Sau đó mấy Khôi khuấy lên cho dầu muối nó tan ra nha. Giờ mấy Khôi đi đổ bánh nha, mấy Khôi có cái chảo chống dính ở đây, cái chảo này nó cũng đã nóng rồi. Mấy Khôi quét vào đây một cái lớp dầu mỏng cho cái bánh đầu tiên. Rồi mấy Khôi dùng cái bình xịt phun nước phun sương này, mấy Khôi bấm vào đây khoảng 3-4 cái để tạo hơi nước, hơi ẩm cho cái chảo, giống như là mình tráng nồi hơi vậy đó. Rồi mấy Khôi đậy nắp lại để cho chảo nó nóng. Sau khoảng 30 giây thì mấy Khôi mở nắp nồi ra. Trước khi đổ bột vào trong chảo thì mấy Khôi sẽ khuấy cho cái tô bột này nó tan đều, tránh là bột đọng ở dưới nước ở trên. Rồi mấy Khôi múc vào một vá bột. Mấy Khôi sẽ láng bột, thì nếu mà chảo nó đủ nóng á, thì các bạn láng tới đâu bột nó sẽ dính tới đó. Còn nếu mà chảo nó không đủ nóng thì bột nó sẽ cứ chạy trên cái chảo. Cho nên các bạn phải canh cho cái chảo này nó nóng vừa nha. Nếu mà nó nóng quá đó thì khi các bạn đổ bột vào nó nghe xèo xèo xèo, rồi trên cái mặt bánh nó sẽ có rỗ như bị rỗ vậy đó. Rồi mấy Khôi đổ bánh xong mấy Khôi sẽ xịt nước tiếp. Đây xịt phun sương cho nó nữa các bạn, bấm cũng 3-4 cái để cho bề mặt nó có nước, nó có hơi ẩm, nó không có bị khô. Mấy Khôi đậy nắp lại nấu cho cái bột này nó chín nha. Thì khoảng 1 phút thôi là bánh nó chín và các bạn thấy nè, cái mặt bánh nó mướt ha, nó không có bị khô đó. Thì để lấy bánh ra cho dễ, mấy Khôi dùng cái đầu cọ, cái chổi này nè, mấy Khôi đi một vòng thì nó lấy bánh ra sẽ dễ hơn. Còn nếu không thì các bạn cũng không cần dùng cái này đâu, các bạn úp chảo xuống để khoảng 2-3 giây là cái bánh nó sẽ rớt xuống. Đó, cái bánh nó rớt xuống thì nó hơi xấu nhưng mà các bạn kéo ra nó vẫn thẳng nha. Vì cái bánh nó dai á, các bạn kéo là nó ra nó không có bị rách. Nhưng mà để đây đi, nó đang nóng. Bây giờ mấy Khôi bỏ cái chảo lại trên bếp, rồi dùng cái khăn giấy ăn mấy Khôi lau đi cái phần bột nó còn dính lại ở trong chảo nè. Thì cái thứ hai mấy Khôi không cần phải quét dầu nha các bạn, chỉ cần xịt phun sương thôi để tạo hơi ẩm cho cái chảo. Xong rồi đậy nắp lại để cho cái chảo này nó được nóng. Thì khi nó nóng đủ đó thì các bạn mở nắp này ra, rồi cũng khuấy bột, sau đó sẽ cho bột vào trong chảo để láng ha. Thì đây các bạn làm khéo á, thì cái bánh nó sẽ tròn, nó đẹp. Còn mấy Khôi thì hơi vụng về mấy cái này cho nên bánh nó nhìn lúc đẹp lúc không. Rồi mấy Khôi cũng xịt hơi nước phun sương vào để cho bề mặt bánh nó không có bị khô, rồi đậy nắp lại nấu cho bánh này chín. Thì trong lúc đợi bánh chín, mấy Khôi quay lại cái bánh lúc nãy mấy Khôi lấy ra, mấy Khôi kéo cho nó thẳng cái bề mặt nè. Thì bây giờ bánh nó nguội bớt á, các bạn lấy ra nó sẽ dễ hơn là lúc nó đang còn nóng. Rồi mấy Khôi cho nhân vào, thì các bạn ăn nhiều nhân hay ít nhân thì tùy theo gia đình của các bạn nha. Rồi mấy Khôi sẽ cuốn bánh này lại. Đó, vậy là xong một cái bánh cuốn rồi đó các bạn. Nó bánh nó không có bị khô nhờ phun hơi hơi nước, hơi sương đó, y như là tráng nồi hơi vậy đó. Rồi mới Khôi quay lại cái nồi bánh nè, nó đã chín rồi, các bạn thấy nó nhanh không? Rồi cũng lấy bánh ra, lần này mới Khôi không có dùng cái cọ nữa ha, mới Khôi úp bánh xuống là tự động nó tuột ra nè. Đó, các bạn thấy nó dễ dàng không? Rồi để chảo lại, rồi lại lấy khăn giấy lau cái phần mà bột nó bị khô á, lấy nó đi ra đi. Rồi lại phun nước, phun sương để tạo hơi ẩm cho cái chảo. Thì các bạn lúc này các bạn có thể đậy nắp cũng được, mà không đậy nắp cũng được. Tại vì nó đang nóng, các bạn thấy nó bốc khói không? Đó, thì các bạn đợi khoảng 15-20 giây cho cái chảo này nó nóng lại, là tại vì các bạn lấy bánh ra rồi các bạn xịt nước thì nó sẽ nguội bớt đi. Các bạn đợi chút cho chảo nó nóng lại rồi các bạn lại lấy bột các bạn đổ vào. Này các bạn thấy đó, nó rất là nhanh luôn á. Đó, rồi lại tiếp tục phun sương, phun nước cho cái bánh này. Đó, nó sẽ giúp cho cái bề mặt bánh nó không có bị khô. Rồi đậy nắp lại, rồi lại quay lại cái bánh lúc nãy lấy ra. Thì mới Khôi kéo cho nó thẳng ra, các bạn thấy bánh nó dai á, cầm kéo nó không có bị rách. Đó, rồi cho nhân vào, cuốn nó lại là xong cái bánh cuốn. Rồi mới Khôi lại tiếp tục đổ bánh như vậy nha. Thank you.
Khôi làm thêm một kiểu tráng bánh nữa nha. Mấy Khôi cũng xịt phun nước phun sương vào đây, đợi cho cái chảo nó nóng. Thì mấy Khôi múc bột nhiều vào trong chảo luôn, rồi nhanh tay láng cho bột này nó đi hết cái chảo. Thì tùy theo các bạn muốn bánh nó dày hay mỏng mà các bạn làm. Rồi cái phần bột dư mấy Khôi sẽ đổ lại vào trong cái tô. Thì cái này các bạn làm phải nhanh tay, chứ không nó chảo nó nóng đó, nên là nó sẽ dính hết bột lại luôn trong chảo ha. Rồi cũng xịt phun nước phun sương cho bánh nó không bị khô. Đây là cái bánh mấy Khôi để trên bếp nó hơi bị lâu nè, cho nên cái mặt mà nó nằm dưới cái mặt dưới đó nó hơi bị khô đó, các bạn thấy không? Cho nên là cái đổ bánh cuốn này các bạn cũng phải canh cái nhiệt độ cho chảo nó vừa phải, nó không bị nóng quá mà nó cũng không bị nguội. Rồi thời gian bánh nó nằm trong cái chảo nữa, nó vừa chín tới hoặc là nó vừa chín thì các bạn phải cho ra, chứ các bạn để lâu quá là nó sẽ bị khô bánh nha. Mặc dù có phun nước phun sương đó thì cái mặt trên nó sẽ không bị khô, nhưng mà cái mặt dưới, cái mặt mà tiếp xúc trực tiếp với mặt chảo nó sẽ bị khô ha. Đây mấy Khôi đã đổ được một lớp bánh cuốn rồi, thì trước khi mà chồng cái lớp thứ hai lên trên á thì mấy Khôi sẽ quét lên đây một ít cái dầu trong cái chén mỡ hành đó, mấy Khôi quét lên để lát nữa chồng lớp thứ hai lên trên nó không có bị dính vào nhau ha. Thì đây là bánh cuốn mấy Khôi đã đổ xong, nhìn nó không có bị khô ha. Rồi mấy Khôi cho cái mỡ hành lên đây, đã bỏ lên là nhìn nó kiểu tươi rói rói liền á. Thì các bạn thích cho mỡ hành nhiều hay ít thì các bạn bỏ lên nha. Mấy Khôi thích bỏ nhiều mỡ hành để nhìn nó kiểu tươi á các bạn, giống như đồ mới làm xong tươi ngon. Để bánh cuốn nó thơm hơn nữa thì mấy Khôi cho hành phi lên nha. Đó, ăn nó vừa thơm vừa giòn nữa chứ. Bây giờ nhìn cái dĩa bánh nó hấp dẫn. Ta-da! Vậy là món bánh cuốn của mấy Khôi đã xong. Các bạn nhìn hấp dẫn chưa? Có chả ăn kèm nè, có rau xà lá, dưa leo, rau thơm, ngò, đồ chua, rất là hấp dẫn luôn. Bây giờ mấy Khôi sẽ làm một dĩa để mời các bạn nha. Đây mấy Khôi lấy cái bánh này lên nhưng mà sợ nó rớt mỡ hành với lại hành phi á, mấy Khôi gấp nó lại như thế này. Cái bánh nó mềm mà nó dai các bạn, rờ vào nó mịn màng lắm đó nè. Nó trong, nó trắng và nó mềm, nó dai, các bạn thấy nó dai nè. Cái này dai không phải là nó dai như ăn bánh bột lọc nha các bạn, nó có độ dai vừa phải thôi. Chứ thực ra bánh cuốn thì ăn nó mềm là chính, cái độ dai vào cho nó ngon hơn. Rồi mới Khôi cắt nhỏ như vậy thì nó dễ ăn hơn ha. Rồi mới Khôi cho chả lụa nè, rau salad, rau thơm, rau ngò, dưa leo, đồ chua lên. Thì nói chung nhà có rau gì cho rau đó, nhà mới Khôi hết giá rồi cho nên không có giá. Đó, các bạn thấy cái dĩa nó đủ màu sắc, nhìn hấp dẫn. Nhưng mà cái bánh nó hơi ít, nó có một cái à. Thôi mới Khôi để dĩa xuống, mới Khôi cho thêm cái bánh nữa nha, để nhìn cho nó xôm tụ đó. Đây các bạn, cái bánh nè. Rồi mới Khôi cũng cắt nhỏ nó ra để cho dễ ăn ha, chứ để nguyên cái dài nó khó ăn. Cầm cái bánh thì thấy nó mềm và nó dẻo các bạn. Cái bột nó mềm á. Đó các bạn, hai cái nhìn nó khác hẳn ha. Rồi mới Khôi chan nước mắm lên, thì tại nước mắm này mới Khôi pha nó lạt chứ nó không có bị mặn, cho nên chan nhiều nhiều á, xong rồi kiểu ăn húp luôn nước mắm đó, gọi là thơm ngon tới giọt cuối cùng. Rồi mời các bạn ăn chung với mấy Khôi nha, để gạt bớt ớt xuống nè, chứ ăn hết cái đống ớt đó là xong luôn á, toe mỏ. Nè các bạn, cái bánh này nhìn hấp dẫn chưa? Bánh nó mềm dai mịn, ăn nó rất là ngon luôn. Cái bánh nó cũng mỏng chứ nó không có dày. Đó, ngon lắm các bạn. Nếu các bạn thích làm bánh cuốn giống Mai Khôi thì các bạn có thể vào bếp cùng với Mai Khôi làm ha. Bây giờ Mai Khôi xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ thời gian ra theo dõi cũng như là ủng hộ Mai Khôi. Nếu các bạn thấy thích hãy nhấn nút đăng ký kênh cũng như like, share và để lại bình luận góp ý cho Mai Khôi nha. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. À biến tốt.